như những cơn dòng đầy chúng tôi yêu nhau đã 6 năm nay mà tôi thành chồng thành vợ. Hỏi một câu lắc đầu cùng mẹ rồi lại quen rồi bao thằng Tâm, cái tánh mà cọc cằn sợ sau này có hồng giờ và bị mang hiếp. Cho nên bà cứ dùng dằn kia chúng ta mua ủng hộ đi chú cùng nhau kết nghĩa cho. Thôi 9 giờ buổi rưỡi đó anh Lợi ơi. Dạ. Thôi gì anh về hay chút xíu hay về? Chút xíu về. Dạ. Cô chú anh chị thì anh Lợi có một cái điện thoại để đặt xe công nghệ. Bây giờ anh đang chuẩn bị gọi để mà đi về. Thì bây giờ thời gian bây giờ là cũng khuya rồi. Cũng 9 giờ rưỡi tối rồi. Anh đi cũng hồi chiều giờ. Thôi bây giờ nghỉ ngơi đi. Rồi anh ăn bánh mì đi. Dạ. Bánh mì em máng ở trên cái cây cần đàn luôn. Nó gọi được, đặt được chưa anh? Anh sử dụng nó như thế nào đó anh cho em coi với. Dạ, nó cũng bình thường như những cái điện thoại khác thôi, cái điều nó có được đọc. À, nó có chức năng đọc hả anh? À, mình bật chức năng đọc lên để xài. Vậy là anh đã đặt xong rồi. Đặt xong rồi. Alo, thanh 1, 2. 415 415, dạ dạ, Nguyễn Thiên Hương, dạ. Bây giờ ngưng hay gì anh? Vậy là mình ngưng về đây, xe sắp tới rồi. Dạ. Lợi đặt Go-Viet về. Anh Lợi ơi, dạ. Đây nè, cái này là chai nước suối. Dạ. Cái này là trà đường nè, trà đường em mới chế nước nè, anh uống miếng nữa đi. Chế đầy nước rồi đó. Bây giờ em ở trên này còn 2 ổ bánh mì. Bây giờ chai nước suối bỏ vô cái sọt này luôn đi. Em bỏ đây ha. Rồi bây giờ trà đường nè, máng lên xe được không? Máng lên xe của anh tài xế nè được không? Ha. Đây. Rồi 2 ổ bánh mì mua cho anh vợ của anh với lại anh Phong luôn. Rồi cái bậy này máng ở đâu? Anh biết đường anh để, anh biết đường anh lấy ra. Biết. Dạ để em gửi rồi em để vô, anh không biết đường lấy ra nữa. về tối ngủ ngon nghe. Rồi hai ổ bánh mì với lại một ly trà đường em để trên cái máng xe bên hông. Rồi một ổ bánh mì ở trong cái sọt của anh nữa đó. Rồi, em chạy lại em anh Phong coi anh Phong còn ở đó không? Chắc anh về đó. Anh về luôn hả anh lại? 10 giờ là anh về. Chạy đi chạy nó thôi. Dạ. Anh kêu em bằng em đi, em nhỏ hơn anh nhiều. Ngày mai sáng em lại anh chơi ha. Rồi. Rồi để đội lên cho. Ở trên này thì có tiện cái là di chuyển bằng Go-Viet hay là Grab thì nó sẽ thuận tiện hơn. Gài lại cho anh cái nón. Rồi, ai em trả tiền xe luôn, nhiêu tiền hả? 32.000. 32.000 phải không? Chậm. 35.000 đi anh lấy đi. Rồi, ngày mai em lại anh nghe. Em trả tiền xe rồi luôn nha anh. Dạ.